Đây là tiết mục đặc biệt Con trẻ cần có người thầy tốt. Phần 2 Đạo thầy trò. Tập 2. Kính chào thầy ạ. Xin chào mọi người. Kỳ tiết mục trước chúng ta nói về thế nào mới là người thầy tốt. Đạo làm thầy bao gồm truyền đạo, trao nghề nghiệp, giải nghi hoặc. Việc này mọi người đều biết, cho nên cần phải truyền cái đạo này. Cái đạo này nhất định là có nhân luân. Nếu như người làm thầy không có đức hạnh của người làm cha mẹ, gọi là bổn phận của cha mẹ, nếu không có điều này thì cái mà bạn truyền không phải là đạo rồi. Hiện nay trường học vì sao không thể dạy tốt học sinh? Bởi vì không có đạo. Đầu tiên trong đạo là nhân luân, bao gồm ngũ luân. Vì làm thầy thuộc luân nào trong ngũ luân vậy? Chúng tôi thỉnh giáo sư phụ ngày nói với chúng tôi là thầy trò như cha con. Xưa nay là như vậy, không sai. Nói một cách khác, nếu người làm thầy không có tấm lòng của cha mẹ thì không có dạy tốt được đứa học trò này. Con làm giáo viên văn hóa truyền thống nhưng bị rất nhiều người thân phản đối. Họ hỏi là bạn làm nghĩa công, làm giáo viên, bạn có thể kiếm được tiền không? Bạn mua được nhà hay không? Bạn có xe không? Những thứ này bạn không có. Bạn xem anh trai của bạn đi. Anh của con không biết nghe lời, nhưng anh của con có thể kiếm tiền. Một năm có thể kiếm được mấy triệu tệ, mua được xe. Chiếc xe hơi xuyên của anh ấy là 800.000 tệ. Cha mẹ vừa nhìn thấy là nở mày nở mặt. Anh của con là như vậy. Mặc dù không học văn hóa truyền thống, nhưng anh ấy tốt nghiệp tiến sĩ xong thì làm giáo viên ở đại học. Như vậy chẳng phải cũng tốt sao? Cuộc sống gia đình rất tốt đẹp, bản thân có thể hưởng thụ được điều này. Còn bạn làm giáo viên văn hóa truyền thống, làm nghĩa công, bạn chẳng có gì. So với người khác thì kém xa. Phụ huynh nói ra những lời này, chúng ta không nói làm gì. Những người thân trong gia đình cũng không nói làm gì, vì họ thương người này nên mới nói những lời như vậy. Thế nhưng các cô hãy nghĩ xem, nếu như nhà nhà đều nói như vậy, nhà là tế bào của xã hội, là đơn vị nhỏ nhất. Nếu như nhà nhà đều nói câu này, đều có quan niệm này, trường học và xã hội đều có quan niệm này, thì sẽ xuất hiện kết quả như thế nào? Sẽ không có người xả thân vì người khác rồi. Nói cách khác, những con người trong lịch sử chịu khổ sở để người khác được hạnh phúc, tuyệt tích mất rồi. Vì sao vậy? Gia đình họ không cho phép. Vì sao con lại ngốc như vậy chứ? Nhà nhà đều không cho phép làm điều này, các cô xem có đáng sợ hay không? Chúng ta nghe câu này rồi thì biết là lãnh đạo quốc gia, lãnh đạo cấp huyện, cấp tỉnh nên thúc đẩy giáo dục gì? Giáo dục luân thường. Hiện nay giá trị quan của toàn thể xã hội chính là tiền, là danh lợi. Loại giáo dục này mỗi ngày xuất hiện trên truyền hình, mạng internet, những bản tin truyền thông. GDP có nghĩa là gì? Chẳng phải là tiền sao? Nói thẳng ra chính là thứ này. Thu hút vốn đầu tư phải thu tiền về, phải có hạng mục. Chẳng là những thứ này hay sao? Chúng ta thấy nơi nơi đều đặt chữ lợi lên hàng đầu. Kết quả như thế nào? Con người cảm thấy xấu hổ khi làm nghĩa công, giống như cô hy sinh bản thân vì người khác vậy. Cô nghĩ xem xã hội này có khẩu hiệu là hãy học tập lôi phong có thể được hay không? Có thể tìm được một người tốt hay không? Cô ở trong gia đình không chốn dung thân, cô có cảm nhận này phải không? Dạ đúng là như vậy. Có lúc con cảm thấy không thể nào trở về nhà. Mỗi lần về nhà đều nhắc đến tiền, hoặc là lấy chồng đi, đều là so sánh những thứ này ạ. Trong mắt của cô họ chính là quái vật à? Dạ đúng, họ không hiểu. Khi con về nhà, họ nói con mặc đồ mà 10 năm trước đây cũng chưa ai mặc, bây giờ lại ăn mặc như vậy. Hoặc mua đồ thì chọn những thứ rẻ, hoặc không nỡ tiêu tiền. Họ đều không hiểu những điều này. Người dân của dân tộc ta cần kiệm chất phác, xả mình vì người không tự tư. Bản thân có một ít tiền thì tặng cho người nghèo khổ. Mỹ đức này đã tuyệt tích mất rồi. Chẳng những không có người, mà không có người nào nói về đức hạnh. Đó mới là đáng hổ thẹn, đó mới là đáng cười, đó mới là bệnh hoạn. Cô nghĩ thử xem, những chuyện khác không nói, việc phục hưng dân tộc có thể thực hiện được hay không? Mọi người chúng ta nghe hiểu điều này. Có người nói là thầy nói những điều này sai vời quá. Chúng tôi dù sao cũng có nhà có xe, chúng tôi muốn có bao nhiêu tiền thì có bấy nhiêu. Được,
bạn có thể ở trong xã hội hiện nay tìm ra được một thí dụ về con người để học tập theo hay không? Một người vừa có tiền vừa có xe, những thứ hưởng thụ xa xỉ đều có, nhưng họ vẫn rất hạnh phúc, rất thái bình. Cô thử hỏi người thân trong gia đình xem họ có tìm được một người như vậy hay không? Có một người là được rồi. Tìm không ra. Nếu như có thì tổ tiên của chúng ta sớm đã nói cho chúng ta biết, nhất định phải tranh danh đoạt lợi rồi, nhất định đem lợi đặt lên hàng đầu rồi. Đạo nghĩa chẳng là gì, nhân luôn chẳng là gì cả, nhất định sẽ xem trọng đồng tiền. Tổ tiên sớm đã nói với chúng ta như vậy rồi. Bạn xem, giáo dục của Thánh Hiền là dạy cái gì? Ba chữ này dạy cái gì? Nói cách khác là chúng ta sẽ nhận được điều gì? Phụ huynh sẽ hỏi là con cái của tôi sẽ có được cái gì? Các cô hãy nói với họ là sẽ được một chữ bình. Câu này ở đâu ra? Bạn xem, kinh điển của Thánh Hiền nói là tu thân tề gia, trị quốc bình thiên hạ, thiên hạ sẽ bình. Mạnh Tử nói nhân nhân thân kỳ thân, trưởng kỳ trưởng. Người thân trong gia đình tương thân tương ái, trưởng bối thì ra trưởng bối. Chúng ta tôn trọng trưởng bối thì thiên hạ sẽ bình. Đều là nói về chữ bình này. Chữ bình này là gì? Là thái bình. Gia đình bạn có cần thái bình hay không? Cuộc đời của bạn có cần bình an hay không? Đều là chữ này. Bạn có cần hay không? Bạn giàu nứt dách, trình độ của bạn cao đến đâu, bạn có mức hưởng thụ cao đến đâu, nhưng bạn có bình hay không? Trong chữ bình, trong sự thái bình, trong sự bình an có niềm vui, có hạnh phúc, có cát tường. Ba điều này bạn không có. Cho nên dạy cái gì rất quan trọng. Có thể đạt được hiệu quả thế nào? Thánh nhân nói với chúng ta, giáo dục của Thánh Hiền ngàn lời vạn lời không gì ngoài một chữ thái bình, bình an mà thôi. Thái bình chỉ cho thiên hạ, bình an chỉ cho con người, hòa mục chỉ cho gia đình. Cho nên hòa bình là ý nghĩa này. Câu đầu tiên của sách Chu Dịch nói là phụ phụ tử tử, huynh huynh đệ đệ, cha mẹ phải giống cha mẹ, con cái phải ra con cái, huynh trưởng ra dáng huynh trưởng, em thì ra em, phu phu phụ phụ, chồng cho ra chồng, vợ cho ra vợ thì gia đạo sẽ chánh. Gia đạo chánh thì thiên hạ an định, thiên hạ thái bình. Bạn xem, các ngài đã nói ra đạo lý của gia đình hạnh phúc, thiên hạ thái bình chính là ngũ luân. Bạn xem, nếu nói chỉ quan hệ cha con trưởng ấu, vợ chồng quân thần bằng hữu, cái gốc là ở phụ tử hữu thân. Cho nên con xin đề cử với mọi người một quyển sách là Tiểu học tập dạy, do Chu Hy hội tập, Chu Phu Tử hội tập. Bên trong đó nói rốt cuộc nên dạy con cái điều gì. Bộ sách Tiểu học tập dạy này, chúng tôi xin đặc biệt nhắc nhở mọi người, bên trong có một vấn đề, có một phần trong quyển sách có nhiều câu chỉ trích Phật giáo, có sự công kích hủy báng. Chúng ta nhất định không được bị ảnh hưởng. Đây là sai lầm của tác giả. Không ai là hoàn thiện cả. Chúng tôi đã đặc biệt thỉnh giáo sư phụ về việc này, nên làm như thế nào? Sư phụ nói chỉ nhìn chỗ đúng của họ là được, nhất định không được để họ dẫn dắt sai được. Chú giải này được làm vào thời Khang Hy nhà Thanh, do một viên quan rất nổi tiếng tên là Trương Bá Hành, do vị lão tiên sinh này làm chú giải, là đại thanh quan, đúng không? Dạ. Chương trình đầu tiên của sách là Lập Giáo. Chương Lập Giáo chính là nói về dạy cái gì. Sách nói là năm xưa vua Thuấn thúc đẩy giáo dục ngũ luân. Ngài từng nói là vì sao ta lại thúc đẩy giáo dục ngũ luân? Bởi vì lúc đó nhân dân không thân ái, giữa người và người không có sự thân ái, ngũ phẩm bất tốn, tức trong năm mối quan hệ luân thường không tận hết bổn phận. Vì vậy mà ta phải thúc đẩy giáo dục ngũ luân. Chúng ta biết mục đích của ngũ luân là khiến cho người và người có sự thân ái với nhau. Nếu muốn thân ái với nhau thì mọi người phải làm tròn bổn phận trong quan hệ ngũ luân. Hay nói cách khác, dạy cái gì là thủ đoạn, là phương pháp. Cái đạt được chính là mục đích. Đạt được điều gì? Lúc này chúng ta đã nói nhà nhà hòa thuận vui vẻ, thiên hạ thái bình. Bạn có cần hòa bình hay không? Cho nên cô phải nói với người thân của mình là có tiền, có xe, có nhà mà không có thái bình. Con người sẽ nói với tôi là không cần thái bình. Vậy bạn từ từ mà trải nghiệm đi, rồi sẽ thấy. Lịch sử đều là vừa đi vừa ghi chép lại. Lịch sử 5.000 năm,
Bạn hãy xem đi, phàm những việc tranh danh đoạt lợi thì có kết quả tốt đẹp hay không? Nhà tan người mất. Còn người vì sao không thân ái? Chỉ thân ái với tiền, nhìn thấy tiền còn vui hơn nhìn thấy cha mẹ. Trong tình hình như vậy mà bạn nói trong nhà vẫn có thể hạnh phúc. Mà cứ từ từ mà xem. Thưa Thầy, hiện nay không chỉ có người thân của con cho là như vậy. Hôm nay con đọc được một bản tin. Nó là học sinh lớp 6 tiểu học, học làm văn. Đề tài viết văn là lý tưởng của tôi. Sau khi những bài văn đó được nộp lên, lý tưởng của các em là gì? Làm quan lớn, ở nhà to, ngồi xe sang, làm đại gia, làm kẻ ăn không ngồi rồi. Làm cái gì? Kẻ ăn không ngồi rồi à? Được ăn món ngon, đầu óc chỉ toàn là đồ ăn. Được ăn sơn hào hải vị, muốn ăn gì được đó. Đó là bài văn của học sinh tiểu học viết sao? Dạ phải. Ăn không ngồi rồi. Tôi không biết hiện nay ra sao, chứ thời của tôi câu nói này là mắng người khác thậm tệ. Những học sinh khác nghĩ thế nào? Bài văn này được các bạn học trong lớp tán đồng, cũng tức là những học sinh khác cũng có chung lý tưởng à. Chúng ta xem bài văn này, nghĩ đến bài phỏng vấn trên truyền hình với đề tài là bạn có hạnh phúc hay không. Họ đi khắp nơi hỏi mọi người trên đường, không có người hạnh phúc. Bức tranh cuộc sống, thói đời nóng lạnh, đổi thay là bức chân dung rõ nét nhất về lòng người. Vì sao mọi người không hạnh phúc? Chính là đáp án của bài văn này. Vì sao vậy? Con người đều bị vật chất hóa rồi. Con người cần phải có nhân tính. Nếu như bà con người thân mỗi ngày đều nói đến tiền, thời xưa chúng tôi gọi là đừng mở miệng ra là tiền, tiền như vậy khó nghe lắm. Đó không phải là ngốc, mà là giữ gìn nhân tánh, giữ gìn ý nghĩa con người của mình. Thời đại trước đây cũng không phải lâu lắm, người ngồi xuống mở miệng ra là tiền, người khác sẽ nói người này chẳng có ý nghĩa gì. Không phải là mắng họ, mà là nhắc nhở con cái trong gia đình đừng có thân cận với người như vậy. Chẳng lẽ người thời đó sai lầm hay sao? Thời đó của chúng tôi có rất nhiều người tốt. Trước thời đại của tôi, người tốt còn nhiều hơn. Ngày nay người tốt càng ngày càng ít rồi. Bạn đi hỏi bà con người thân, bạn có tiền nhiều, có nhà to, rất nổi tiếng. Được. Xã hội mà bạn đang sống, nếu không có người tốt thì làm sao có thể hạnh phúc được chứ? Cho nên khi đài truyền hình đi phỏng vấn khắp nơi, bạn có hạnh phúc hay không? Vì sao hỏi? Vì không có người tốt. Con người vì sao đều không tốt vậy? Vừa rồi đã nói là do bị vật dục, bị tham sân si mạng nghi, tài sắc danh thực thùy lấp đầy rồi. Họ không giống người nữa. Bạn có thể nói con đường này tốt đẹp sao? Vì sao hiện nay nhà nhà đều nói như vậy? Vì họ đều mê mất rồi. Vì sao mê? Không có người nói lời chánh trực. Nếu như các phương tiện truyền thông lớn ở thành phố, tỉnh huyện, từ quan chức đến truyền thông đều nói những lời chánh trực, đều nói về ngũ luân, ngũ thường, tứ duy, bát đức, khôi phục giáo dục nhân tánh, là sự giáo dục thân thiết mà con người vốn có. Phụ tử hữu thân là thứ vốn sẵn có, vốn có trong nhân tính, khôi phục loại giáo dục vốn sẵn có trong bản tánh con người. Thì con người sao không thân thiết cho được chứ? Con người sao có thể sống vô nghĩa được chứ? Hiện nay chúng ta thường nghe thấy tỷ lệ tự sát rất cao, con người cảm thấy sống chẳng có ý nghĩa gì. Vì nguyên nhân gì? Có một người bạn năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, kinh doanh công ty, trang trại lá trà, cuộc sống rất giàu có. Anh ấy nói với con là cuộc sống của anh ấy trong xã hội này chẳng có ý nghĩa gì cả. Con cảm thấy rất là kinh ngạc. Con hỏi vì sao lại như vậy? Anh ấy nói là bởi vì người và người với nhau ngoài tiền ra chẳng có việc gì khác. Anh ấy nói bà con thân thuộc giữa người thân với nhau cũng là như vậy. Mọi người chẳng có tâm tình nào để nghĩ đến tình cảm thân ái cả. Nếu như không có tiền thì mọi người sẽ không lui tới, có tiền thì sẽ đến với nhau. Có việc để nói à? Dạ đúng à, mới có chuyện để nói, có tiếng nói chung. Anh ấy nói cho dù bạn có tình cảm với họ, nhưng họ cũng chẳng có lòng đáp lại. Nếu như không có liên quan đến vấn đề tiền bạc, tôi nói với cô là nếu như có liên quan đến vấn đề tiền bạc thì giống như mọi người đều có tiếng nói chung. Cảm giác này càng xấu. Vì sao vậy?
Bạn tranh, tôi giành, tranh qua tranh lại, lợi dụng lẫn nhau. Anh chết tôi sống, phải không? Mọi người vì lợi mà đến với nhau mà. Có tiếng nói chung ở chỗ này mà. Nhìn thì rất hòa thuận, nhưng nếu không có lợi ích thì họ cũng chẳng thèm chào hỏi bạn. Khi có lợi ích thì mình phải khiến họ có ít hơn một chút. Mình có nhiều hơn, lợi dụng lẫn nhau mà. Việc này có thể mang lại hạnh phúc cho con người không? Giữa người và người có quan hệ như thế nào? Đều là quan hệ tranh giành, thì làm sao có thể hạnh phúc được chứ? Đặt chữ lợi lên hàng đầu, không màng đến nhân luân đạo nghĩa. Từ xưa đến nay, người xưa đã nói với chúng ta là chánh kỳ nghĩa, bất mưu kỳ lợi. Chẳng lẽ câu này là sai sao? Nếu như câu nói này sai, thì vì sao con người hiện nay càng sống càng chẳng ý nghĩa, tỷ lệ tự sát cao như vậy? Cả nhà xào xáo cả lên, vì sao vậy? Đều vì chữ lợi này mà ra. Cho nên cô xem, mà con quyến thuộc đó là cả nhà chúng tôi đều có tiền. Nhưng bước tiếp theo sẽ là tôi sống anh chết, tranh mà. Thật sự là như vậy á. Gia đình của con có một chuyện đau lòng như vậy á. Con cái trong gia đình vì tranh giành nhà cửa, người lớn tuổi có nhà, nhà đến mấy phòng. Kết quả trong ba đứa con chỉ có người con thứ hai là không tranh được nhà. Người con thứ hai chẳng nói với cha mẹ câu nào, cũng chẳng bỏ đi. Kết quả người lớn tuổi trong lòng rất buồn, mỗi ngày đều khó chịu. Kết quả là họ đã uống thuốc trừ sâu tự sát. Uống thuốc trừ sâu tự sát à? Đến lúc chết đi rồi, người đó vẫn không nhắm mắt, trong tâm vẫn còn rất buồn, vẫn không chịu nhắm mắt. Sau khi họ qua đời thì các người con không qua lại với nhau nữa, đều xem lợi là mục tiêu. Nếu không có lợi thì chẳng có gì cả nữa à. Cho nên nói, nếu như không có giáo dục ngũ luân, không có giáo dục làm người, càng có nhiều tiền thì tai họa càng đến nhanh, người càng chết sớm. Bởi vì họ tranh giành quá kịch liệt. Dục vọng vật chất của con người một khi lôi kéo họ, thì luân thường giữa người với người, tình thân sẽ bị phá hoại đi. Con xin nêu một thí dụ về mẹ con. Con nêu ra thí dụ này vì hy vọng là sẽ giúp mẹ con tiêu nghiệp chướng. Khi làm ra sự việc này, mẹ của con không có lỗi lầm lớn, nhưng dù sao cũng là do bà làm, bà cũng làm theo lệnh mà. Vào cuối thập niên 80, mẹ của con làm nhân viên quản lý trong thư viện của đại học. Sách trong thư viện vô cùng phong phú, mọi ngày đều làm việc rất bận rộn. Lúc đó nổi lên phong trào kinh doanh, chạy theo đồng tiền, mỗi ban ngành đều kiếm thêm thu nhập. Nên người phụ trách thư viện cũng kêu gọi mọi người tăng thêm thu nhập. Tăng thêm thu nhập cho thư viện à? Dạ đúng ạ. Làm thế nào đây? Họ bán bia. Hả? Bán bia à? Bán bia cho giáo viên và học sinh. Ây da, thư viện biến thành tiệm tạp quá rồi. Dạ đúng rồi. Cửa sổ phòng làm việc của mẹ con đối diện với lối ra tòa nhà dạy học của học sinh. Cho nên họ đã mở cửa sổ ra, ở đó bán bia à. Sau đó đến cuối tháng, căn cứ vào thu nhập cuối tháng, căn cứ vào lượng bán ra nhiều ít của mỗi người, rồi sau đó mọi người được chia lợi nhuận. Lương một tháng của mẹ con lúc đó chỉ có mấy mươi đồng, 34 đồng à. Mỗi tháng được chia lợi nhuận, nhiều thì có thể được thêm mười mấy đồng, 20 đồng. Đối với họ mà nói đó là một con số không nhỏ. Thế nhưng khi có được lợi nhuận ăn chia, thì mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau có sự thay đổi kỳ lạ. Mọi người bắt đầu so sánh hơn thua với nhau. Sao chia cho họ nhiều, chia cho tôi ít? Hoặc là ai được chia nhiều nhất, ai bị chia ít nhất, ai bị thiệt thòi? Đối với lãnh đạo có sự nghi kỵ. Dạ đúng rồi ạ. Giữa mọi người không còn thuần khiết như trước đây. Phiền não cũng từ đó mà sinh ra, thường phát sinh mâu thuẫn, không vui. Những tình huống như vậy đã xảy ra ạ. Tôi kể ra chuyện này, chúng tôi muốn hỏi là trong thư viện của đại học chắc chắn có rất nhiều sách. Người quản lý bận rộn. Bận việc gì vậy? Bận với chức vụ của mình. Khi giáo sư và sinh viên đến mượn sách, họ làm việc không xuể. Nhưng hiện nay lại là bán bia không xuể. Bạn tưởng tượng xem, người đến mua bia lúc đó phải xếp hàng, người đến mượn sách cũng xếp hàng. Người quản lý làm gì? Tôi tin là họ nhất định sẽ ghét những sinh viên đi mượn sách này. Đợi một chút, để cho chúng đợi đi, kiếm tiền là quan trọng hơn. Vì sao vậy? Lãnh đạo yêu cầu, lãnh đạo muốn bạn kiếm tiền. Bạn gấp gáp đi làm những việc kia làm gì? Không cần bổn phận nữa. Chúng ta không được xem thường những thí dụ này. Nó chính là bức tranh thu nhỏ của cuối thập niên 80. Cho đến nay đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Nên bạn biết là
con người vì sao không thể an giữ bổn phận? Thêm một câu nữa, xã hội vì sao loạn lạc? Vì sao vậy? Vì tiền. Người người đều không giữ bổn phận, đồng thời còn là mệnh lệnh của cấp trên đối với cấp dưới. Cảnh sát kiếm thêm thu nhập, các ngành các nghề, luật sư, chánh án, bác sĩ trong bệnh viện, họ nhìn thấy bệnh nhân vừa hỏi đã không vui rồi. Vì sao vậy? Bị bệnh nhẹ quá, trong tâm nghĩ sao không mắc bệnh nặng một chút. Ở đây tôi có thuốc quý, tôi bán cho anh ra ngoài với giá chiết khấu tốt. Tôi nói lời này các cô nghe hiểu không? Như vậy còn xưng là bác sĩ hay sao? Nói cách khác còn gọi là con người sao? Chắc chắn là họ có tâm như vậy. Chúng ta xem trong tin tức, vì sao xung đột giữa bác sĩ và bệnh nhân nhiều như vậy? Vì người người không giữ bổn phận, chỉ biết đến tiền. Những người lẽ ra cứu mạng và chữa trị cho bệnh nhân thì lại mong bạn sao không mắc bệnh nặng thêm, đến khám nhiều lần. Bạn xem xã hội này có thể tốt được không? Nguyên nhân căn bản là do đâu? Không có người giảng về luân thường đạo đức, đặt tiền ở vị trí số một mà. Sự việc trong gia đình con đã cho con một khai thị là bổn phận của con người một khi mất đi rồi thì mối thân tình giữa người với người sẽ bị phá hoại à. Mọi người sẽ hỏi đạo làm học trò là gì? Là học sinh thì nên có tâm tư như thế nào mới có thể học thành tài, thành thánh, thành hiền? Tôi nghĩ đáp án rất đơn giản. Thầy cô là cha mẹ, vì học sinh chắc chắn không thể là bạn bè được rồi, đúng hay không? Nhất định chúng phải là con cái. Đạo làm con chính là đệ tử quy. Đệ tử quy đã nói rất là chi tiết. Chương nhập tắc hiếu là đối với thầy cô. Sư phụ thường nói với chúng ta, cổ đại đức, đặc biệt là Ấn Tổ, nói với chúng ta, một phần thành kính được một phần lợi ích, mười phần thành kính được mười phần lợi ích. Sư phụ ngài nói, giảng phần thành kính được giảng phần lợi ích. Hay nói cách khác, học trò, con cái đối với thầy cô, nếu như không có tâm thành kính, tâm cung kính, thì chúng tuyệt đối sẽ không học tốt. Hiện nay vấn đề đã được nêu ra rồi. Bà cô giáo chủ nhiệm có câu trả lời thế nào? Vấn đề gì vậy? Con cái hiện nay không hiếu thuận cha mẹ, có phải không? Các cô thấy có đứa 2-3 tuổi đã vậy rồi. Những đứa trẻ như vậy, chúng ta làm thế nào khiến chúng giữ đạo làm học trò đây? Trước tiên đối với thầy cô có tâm cung kính, có tâm hiếu kính như đối với cha mẹ, các cô làm thế nào được điều này đây? Trước tiên phải để trẻ dùng lễ tiết và nội dung quy việc phụng sự cha mẹ thực hiện đối với thầy cô. Thông qua việc huấn luyện như thế này, khiến trẻ đạt được kết quả thành kính ạ. Cô nói điều này quan trọng vô cùng. Hay nói cách khác, khi đứa trẻ này không có tâm cung kính, thậm chí nó là một tiểu vô lại, tiểu tổ tông, ở trong gia đình làm mưa làm gió chẳng sợ ai, có phương pháp nào đây? Dùng lễ giáo. Phải lễ giáo không? Dạ đúng rồi. Để hành vi và thân thể của chúng trước tiên làm được lễ giáo rồi, từ từ ảnh hưởng vào trong tâm, đó gọi là lễ giáo. Dạ. Thí dụ như sáng sớm thức dậy gặp thầy cô, những bạn nhỏ này sẽ thỉnh an thầy cô, hành lễ quy lại khấu đầu với thầy cô, chúc thầy cô buổi sáng tốt lành, tay đặt lên chân của thầy cô nó, lễ chạm vào chân. Khi vừa tiếp xúc thì tâm dần dần trở nên khiêm tốn, tâm cung kính sẽ sanh khởi. Không được khấu đầu quá xa, không được như vậy. Các con quỳ trước mặt thầy cô, đặt hai tay lên chân của thầy cô, trán đặt xuống trước chân của thầy cô, sau đó chúc thầy cô khỏe mạnh, sống lâu, đạo nghiệp chóng thành, đồng thời niệm 10 tiếng Phật hiệu. Lễ tiết này phải được thực hành vào buổi sáng và buổi tối à? Lễ tiết này có tốt hay không? Các cô có biết là từ đâu ra không? Từ Sri Lanka. Chúng tôi đã theo sư phụ ngài thăm Sri Lanka. Học sinh nơi đó trước khi đến trường thì quỳ dưới chân cha mẹ mà khấu đầu, về đến nhà cũng khấu đầu với cha mẹ. Chúng tôi nhìn thấy cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn. Nước chúng ta được mệnh danh là đất nước lễ nghĩa, đó là lễ tiết của chúng ta mà. Bạn xem nước Sri Lanka là quốc gia Phật giáo đã thực hiện điều này. Cho nên khi sư phụ khai thị nói với chúng tôi là các bạn xem họ làm tốt như vậy, sư phụ nói câu này tôi liền lưu vào trong tâm.
Người khác thì tôi không biết, khi trở về tôi nói với học sinh trong trường là sáng và tối phải vấn an cha mẹ, vấn an thầy cô. Đây là đạo làm học trò, thực hiện tâm cung kính. Quỳ ở đó, chúng tôi có thêm một yêu cầu cao hơn so với Sri Lanka là niệm thêm 10 câu Phật hiệu cung kính, mà quỳ ở đó niệm A-di-đà Phật. Đặc biệt là khi trẻ cấu đầu xuống đất, sàn gỗ cũng phát ra tiếng kêu. Mặc dù chúng không dùng lực nhưng vẫn có thể nghe thấy âm thanh đó. Nội tâm của nó đều bị chấn động. Những người xung quanh nhìn thấy nghi thức chỉnh tề trang nghiêm như vậy, mỗi ngày đều là như vậy, sáng tối đều không sót. Đó là sự giáo dục tâm hiếu kính, tâm cung kính tốt đẹp nhất dành cho bản thân. Các bạn chú ý, học trò chúng con xin vấn an cô ạ. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Cảm ơn sự dạy dỗ của cô. Kính chúc cô khỏe mạnh trường thọ, đạo nghiệp sớm thành, nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Những đứa trẻ này đều không gặp phụ huynh, vậy các cô làm sao? Vì đầu tiên sau khi trẻ thức dậy vào buổi sáng là đối trước bức hình của cha mẹ, hành lễ quỳ lạy vấn an. Đứng trước tấm hình vấn an hay sao? Dạ. Trong tâm nghĩ đến ân đức của cha mẹ, mắt nhìn vào hình ảnh của cha mẹ, sau đó miệng cũng niệm 10 câu Phật hiệu, rồi nói ra sự chúc phúc chân thành nhất. Buổi tối cũng làm như vậy à? Vì cô xem những đứa trẻ này, khi ở nhà không biết hiếu kính, không có tâm cung kính, vậy thì dùng phương pháp này có hữu hiệu hay không? Phương pháp này vô cùng hữu hiệu ạ. Những đứa trẻ này trải qua một thời gian được nhận giáo dục về lễ giáo, lễ tiết, các con dần dần hình thành nên tình cảm đối với thầy cô. Tình cảm gì vậy? Là chúng tự nhiên gần gũi với thầy cô, sau đó tự nhiên biết quan tâm đến việc thầy cô có khỏe hay không, có được vui hay không, hiện tại đang như thế nào ạ? Cho nên tâm hiếu kính của trẻ dần dần được khôi phục trở lại. Có một em học sinh nam, trước đây ở nhà được cha mẹ hết sức nuông chiều. Sau khi em đến trường học, nhìn thấy cô quản giáo nghiêm khắc như vậy, đã có tâm oán hận thầy cô. Bởi vì em còn là một đứa trẻ rất ngây thơ, nên nghĩ là nếu như mình cố ý làm sai, cố ý phạm lỗi khiến thầy cô tức giận, chỉ bằng sớm khiến họ tức chết cho rồi. Em ấy đang nghĩ như vậy à? Mấy tuổi? Dạ 7 tuổi. Cô xem, muốn khiến cho thầy cô tức chết. Chúng con yêu cầu nó mỗi ngày sáng tối phải vấn an thầy cô, đồng thời còn sắp xếp cho nó phục vụ việc ăn uống cho thầy cô. Thí dụ như lo cho thầy cô ăn cơm, lo cho thầy cô khi thức dậy, xếp chăn cho thầy cô, dọn dẹp phòng, sắp xếp cho nó làm những việc này à. Sau khi làm được 2-3 tháng, đứa trẻ này đã có sự thay đổi rất lớn. Khi nó chuẩn bị cho thầy cô đánh răng rửa mặt, trong trường có nhiều cô giáo, nó đã mang sữa rửa mặt ra. Thứ nào mà cô giáo bình thường thích dùng hay dùng, nó đều ghi nhớ, sau đó chuẩn bị chu đáo cho cô, đặt ở bên cạnh ca đánh răng của cô. Cô giáo đã hỏi nó, sao con biết cô dùng loại nào hay vậy? Nó nói mỗi ngày nó đều ghi nhớ cô nào thì sẽ dùng loại gì. Còn có lần nó nhìn thấy cô giáo ăn cơm ít, chỉ ăn nửa bát, nó đã hỏi cô nó, cô ơi, cô cảm thấy chỗ nào không khỏe à? Vì sao hôm nay cô ăn ít vậy?
Bởi vì nó ở bên cạnh phục vụ cho cô, nên nó nhìn thấy. Cho nên đứa trẻ này dần dần đã khôi phục được tánh bổn thiện của con người. Đó là nhờ thông qua giáo dục lễ tiết, thông qua việc phụng sự trưởng bối mà đạt được ạ. Các bạn nghe thấy, một đứa trẻ có tâm oán hận nặng như vậy, sau 2 tháng đã thay đổi. Thông qua điều gì? Dạy lễ phép. Đây là do sư phụ dạy chúng ta. Tâm cung kính có chỗ để thực hiện, không phải là một lời nói suông. Đạo của con người làm học trò chính là tâm cung kính. Tâm cung kính ở đâu? Bạn xem Đệ Tử Quy, con câu sáng dậy sớm tối ngủ trễ, khi hỏi đáp mắt nhìn thẳng, tiếng phải nhanh lui phải chậm, thấy đều là tâm cung kính. Bao gồm câu đầu tiên, cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biếng, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận, không chậm chạp, không lời nhát, phải kính nghe, phải dâng lời. Hợp lại với nhau chính là chữ kính này, chính là tâm cung kính. 4 câu đầu này không nói gì khác. Con cái làm thế nào trở thành hiếu tử? Dựa vào điều này, kính, kính trong hiếu kính. Học trò làm thế nào để thành tựu? Cũng là do chữ kính này. Xác thực là như vậy. Có một em học sinh nữ, năm nay 14 tuổi. Em có một vấn đề rất lớn, do mẹ của em đã kể cho con nghe. Trước khi em đến học ở trường chúng con, thì em rất nổi tiếng ở địa phương. Nổi tiếng vì điều gì? Mỗi ngày khi người lớn nhìn thấy em đều hỏi là: hôm nay con làm mẹ tức giận mấy lần rồi? Hôm nay con làm mẹ nổi giận mấy lần? Mỗi lần em đều khiến mẹ của nó nổi giận. Khuôn mặt của em luôn vắng bóng nụ cười, mỗi ngày đều không vui, mặt đều bí xị, còn hay cãi lại mẹ của mình nữa. Thông qua việc học văn hóa truyền thống, lúc ban đầu để giúp cho em hiểu rõ, thầy cô đã giảng rõ đạo lý cho em. Thứ hai là khi em cùng chung sống với thầy cô, sự giáo dục của một người cha nghiêm mẹ từ thông qua thân giáo của thầy cô đã khiến em chính mình thể hội được tình yêu của thầy cô dành cho em. Thứ ba, thông qua một số thực hành lễ nghi, lễ giáo để cho em đi làm. Lúc ban đầu em làm một cách không cam tâm tình nguyện, thế nhưng trong quá trình làm thì dần dần em đã có sự thay đổi rất lớn. Cách đây vài ngày, có một ngày con đang đọc sách, em đột nhiên chạy đến tìm con, nói: cô ơi, cô hãy nhanh lên trên lầu mà xem. Con hỏi: có chuyện gì? Em nói: hình như cô giáo của chúng ta bị cảm rồi. Con hỏi: sao em biết cô giáo bị cảm? Em nói: lúc nãy cô giáo ở trong phòng cứ ho húng hắng mãi, cổ họng ngứa suốt, chắc là bị cảm rồi. Cô nhanh lên lầu xem đi. Đây là một lần. Còn một lần khác, em ấy đến tìm con nói: thưa cô, bữa trưa hôm nay cô không có cử động nhiều, ăn rất ít, có phải là thân thể không khỏe mạnh không? Hoặc là hỏi là khi cô bị nổi nhiệt thì em nên chuẩn bị cho cô cái gì? Lúc ban đầu em còn là một đứa trẻ khiến mẹ tức giận một ngày mấy lần, nhưng hiện nay em đã có nhiều thay đổi như vậy à? Trở thành một người khác à? Dạ phải. Cô nói xem là do ở đâu? Trước đây chúng ta có những người trẻ đều có những ấn tượng là lễ giáo phong kiến là hại người. Hiện nay chúng ta phát hiện giá trị quan phương Tây nói là bình đẳng, đó mới là hại người. Thật sự là như vậy, đã hại chết đứa trẻ này rồi. Bạn xem trong mấy kỳ tiết mục này đều kể về những đứa trẻ trong trường của các cô, phải không? Có đứa khiến thầy cô nổi giận, làm cha mẹ nổi giận, đều mới có 10 mấy tuổi thôi, ở trong nhà làm tiểu tổ tông, đều được cưng chiều. Người phương Tây dạy mà. Ngược lại, tổ tiên chúng ta không dạy điều này, mà dùng phương pháp lễ giáo. Đệ Tử Quy nói về điều này rất tương tận. Nhất cử nhất động đều có quy củ, chung quy là phải làm được kính. Cô nói đó là một tên tiểu vô lại, lãnh đạm, tự tư, không để ai vào mắt, không sao cả. Những gì các cô kể lúc nãy đều là khoa học thực nghiệm, dùng lễ giáo để thí nghiệm. Ai cũng đều có thể dạy thành tốt. Nói lên điều gì? Tôi xin kể thí dụ vào năm 2006, tôi lần đầu tiên đến Luân Giang tham quan, đến hôm nay là 8 năm rồi. Lần đầu tiên ở trấn Thang Trì, tôi mới biết cúi người. Tôi cho đó là cổ lễ, vào thời xưa mới nghe thấy, hiện tại không còn nữa. Lần đầu tiên tôi biết cứu người, đó là điểm thí nghiệm của sư phụ ngài.
Chúng tôi đến nơi đó, thật sự học tập mọi người, chúng tôi đều là du khách tham quan. Thấy mọi người cúi chào, tôi có cảm xúc gì? Sau khi cúi xuống thì bạn sẽ cảm thấy tâm bình khí hòa. Cho dù bạn oán hận người kia bao nhiêu, ghét họ bao nhiêu, bạn cúi người với họ, bạn thẳng người lên rồi thì dường như chẳng có gì để giận cả. Cho nên trong tiết mục phỏng vấn của chúng tôi là báo cáo với sư phụ về sự thế hội này, sức mạnh của lễ giáo bạn còn không thấy ư? Khi mọi người gặp nhau, mười ngón tay chắp vào nhau, bạn đừng xem thường điều này, không tầm thường đâu. Bộ dạng này là cung kính, mang ý nghĩa lễ kính với người, có đúng không? Người phương Tây thì ôm nhau, ôm nhau là tình chấp. Bạn có thể thể hội cái ý nghĩa bên trong hay không? Bạn xem lễ tiết mà tổ tiên chúng ta để lại, xá chào, trong nhà Phật gọi là xá chào, mọi người gọi là cúi chào 90 độ. Sau khi cúi mình xuống thì tâm ngạo mạn đã giảm xuống rất nhiều, có đúng không? Cấu đầu thì tâm ngạo mạn không còn bao nhiêu nữa. Cho nên việc vấn an sáng tối như vậy rất tốt. Mỗi lần tôi đi ra ngoài công tác, xa cha mẹ, tôi đều khấu đầu với cha mẹ. Gặp cha mẹ là khấu đầu, là việc nên làm mà, là bổn phận của con cái. Cho nên nói đó hoàn toàn là cung kính. Nếu như không có cung kính thì bạn hãy từ từ mà thể hội. Bạn dạy trẻ điều gì chúng sẽ không thể đạt được, chúng không thể tiếp nhận. Vì sao vậy? Tâm của chúng đã đầy tràn rồi, đầy tràn thì sẽ bị hao tổn, khiêm tốn thì được lợi ích. Chúng cảm thấy bản thân rất cừ khôi. Với tình hình như vậy, bạn có nghiêm, có từ đến đâu cũng đều vô ích, thật sự là vô ích. Cho nên nhất định phải có sự phối hợp với phụ huynh. Phụ huynh nói với thầy cô là các cô hãy quản chúng cho tốt, nhất định phải bồi dưỡng tâm cung kính cho chúng. Đây là phụ huynh hiểu lý lẽ. Thật sự là như vậy à? Quả thật có những lúc thầy cô nghiêm hay từ đều không có kết quả, bởi vì thầy cô tận tâm tận lực dạy dỗ trẻ. Nhưng khi mẹ của chúng nhìn thấy thì hỏi: cô dạy con như thế nào? Cô có phê bình con không? Để mẹ xem mong con có bị đánh hay không? Con hãy nói thật cho mẹ biết đi. Như vậy thì trong chốc lát đã chia sẻ đứa trẻ và thầy cô. Khi trẻ nhìn thấy thầy cô sẽ cảm thấy là mình và mẹ là ruột thịt, sau đó xem thầy cô là người ngoài. Như vậy trẻ sẽ rất khó nhận được lợi ích à, giống như là cha mẹ đang bảo vệ đứa trẻ đó, nhưng trên thực tế là hại nó. Cho nên tập vừa rồi chúng ta nói về đạo làm thầy, chính là nói về các cô. Đạo làm học trò, đạo làm đệ tử khó. Vì sao? Không phải một đứa trẻ này mà trên nó còn có cha mẹ. Nó muốn có tâm cung kính, nhưng một lời nói của cha mẹ thôi thì công lao nửa năm dạy dỗ của các cô thành công cốc rồi, uổng công bồi dưỡng tâm cung kính rồi. Sáng tối vấn an khấu đầu uổng công rồi. Kỳ thực thầy cô không cần trẻ khấu đầu, mà trẻ cần giáo dục, cần điều này. Muốn thành thánh thành hiền thì cần điều này. Không có tâm cung kính thì về căn bản là không được. Hiện nay có bao nhiêu người biết tâm cung kính chứ? Chúng ta lại xem giáo dục trên thế giới, đại học, trung học, tiểu học, nhà trẻ, thậm chí là trong gia đình, gọi là bình đẳng là còn khách sáo. Chúng là tiểu tổ tông. Là ai nói vậy? Ông nội nói. Ôi tiểu tổ tông của ông nội mở miệng nói như vậy mà. Vậy ông nội giống ai? Giống đứa cháu. Còn đứa cháu giống ông nội, đều là điên đảo rồi. Hiện nay trong trường học ai còn dám quản học sinh chứ? Cô thử xem. Còn có phụ huynh phản ánh với chúng con là con của họ ở nhà học văn hóa truyền thống, nhìn thấy cha mẹ, người lớn đều cúi đầu. Khi đứa trẻ này đến trường gặp thầy cô là cúi đầu. Cô giáo nói: em đừng làm thế, em cúi đầu là gì vậy? Học ở đâu vậy? Học người Hàn Quốc hay Nhật Bản vậy? Học họ cái này để làm gì? Cô giáo không cho làm như vậy. Đứa trẻ này dần dần ở trường tự nhiên sẽ không làm như vậy nữa, không cúi đầu nữa. Tôi đã từng thỉnh giáo sư phụ ngài về tâm cung kính. Vì sao tâm cung kính quan trọng đến như vậy? Cô xem Nho Gia Thập Tam Kinh, chương đầu của lễ ký là khúc lễ nói chẳng được bất kính, tức là không được không cung kính, thấy đều phải cung kính. Câu nói này được đặt ở ngay chương đầu tiên. Sư phụ nói trong các kinh điển thì câu đầu tiên là quan trọng nhất, then chốt nhất, được đặt lên hàng đầu để bạn biết mà ghi nhớ. Quan trọng nhất. Vì tâm cung kính vì sao lại quan trọng như vậy? Chúng ta thể hội là tâm cung kính
có rất nhiều ý nghĩa ở bên trong. Bạn hãy từ từ mà thể hội thế nào gọi là cung kính. Trong lúc bạn hành lễ, bạn sẽ cảm nhận được. Khi học sinh lễ kính với các cô, các cô cũng cảm nhận được. Cảm nhận được gì? Trong sự cung kính có ý nghĩa khiêm tốn. Hạ mình tôn người, đó gọi là kính. Ngược lại là ngạo mạn, đó là bất kính. Bình đẳng cũng không được, nhất định phải thế nào? Hạ mình tôn người. Việc hạ mình tôn người đối với mỗi người có trình độ không như nhau. Học trò hành lễ, đó là đại lễ, không phải là lễ giữa bạn bè. Vì sao vậy? Lễ của học sinh đối với thầy càng nặng. Nói cách khác, địa vị càng thấp thì sẽ giống như tách trà tại vậy. Mở nắp ra, bên trong chứa đầy nước. Đổ nước ra từng chút một thì nước bên trong càng ít. Nghĩa là vật chứa trong tâm càng ít đi. Vì sao? Thì càng dễ dạy. Cái tách ra không này mới là tốt. Cho nên ý nghĩa sâu hơn của khiêm tốn là gì? Trong tâm của tôi chẳng có gì cả, chỉ có thầy cô. Cái tách không như thế này là dễ dạy, dễ chứa nước. Tách không dễ chứa nước mà. Cho nên sư phụ ngài nói là ngài có được thành tựu như ngày nay. Thời gian giảng kinh thuyết pháp vượt hơn Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài giảng 56 năm rồi, được mọi người công nhận là vị lãnh tụ tôn giáo của thế giới hiện nay, vị đại đức Tịnh Tông. Không ai không tôn kính ngài. Thành tựu này là do đâu? Sư phụ nói với chúng ta, năm xưa khi ngài cầu học với lão sư Lý, lão sư Lý Bỉnh Nam đã đưa ra ba điều kiện. Thứ nhất, những thứ đã được học qua tôi đều không thừa nhận. Nói cách khác là những thứ mà anh đã học trước đây thì nhanh quên đi. Hãy đem nước trong cái tách này đổ đi, trống rỗng. Thứ hai, những sách mà tôi không cho anh đọc thì anh không được xem. Nói cách khác, không được đổ nước khác vào, không cho phép tiếp xúc. Thứ ba, chỉ cho phép anh nghe một mình tôi, không được nghe người khác. Chỉ cho phép anh rót nước của tôi vào chỗ trống này. Sư phụ ngài nói, vừa nghe thầy giải như vậy, điều kiện nêu ra như vậy, các cô có học không? Sư phụ nói được, con nhất định học. Lão sư Lý nói, tôi giới hạn cho anh 5 năm. Sư phụ không đợi đến 5 năm, mới 5-3 tháng thì ngài có cảm giác là cách làm này rất tốt, đã khiến cái tách trà này trở nên trống rỗng quá tốt. Ngài nhận được lợi ích. 5 năm sau sư phụ nói, con xin thầy cho học thêm 5 năm nữa. Ngài nhận được lợi ích rồi. Sau đó khi hỏi những pháp sư khác thì thật sự họ cũng học theo phương pháp này. Đó gọi là cổ pháp. Đây là gì? Đạo của người làm học trò. Hay nói cách khác là câu nói trong kinh A Nan vấn sự Phật Kiết Hung: từ minh sư thọ giới. Sau đó thì sao? Bốn chữ chuyên tín bất phạm. Chuyên là chuyên nhất, tín là những gì thầy nói đều tin tưởng, bất phạm là không thể thay đổi. Thưa thầy, chúng con phát hiện trong tiểu học tập giải, lão tiên sinh Trương Bá Hành định nghĩa chữ tín là chẳng được hai tâm. Cũng chính là ý nghĩa mà thầy đã nói. Đúng vậy. Cho nên cô thể hội đi. Trong quá trình trẻ hành lễ đối với thầy cô, trong đó sẽ có chuyên tín có bất phạm ở bên trong. Chẳng phải là lời trên kinh Phật nói sao? Con người làm thế nào để thành tựu? Phật nói với mọi người là từ minh sư thọ giới. Minh nghĩa là hiểu thấu rốt ráo, chứ không phải là người nổi tiếng. Thật sự thông đạt minh liễu. Gặp được vị thầy như vậy, bạn có thể nhất tâm quy mạng, chuyên tín bất phạm. Đó chính là sự biểu hiện hoàn toàn của tâm cung kính. Cho nên vì sao lấy cái tách trà này làm thí dụ, để mọi người dễ hiểu, thể hội được cung kính, lễ giáo, việc hành lễ tâm cung kính. Người học sẽ có cảm giác gì? Nước trong ly càng ít càng tốt. Nói cách khác, khiến cho những thứ trong tâm của chính mình càng ít càng tốt. Chính là ý nghĩa như vậy. Khiêm tốn đến lúc trống không
trống rỗng, tốt rồi. Đó chính là tâm cung kính 100%. Nói cách khác, dùng câu nói của Ấn Tổ, bạn nhận được lợi ích 100% rồi. Điều này dễ hiểu. Ở trong phần sau cùng của tiết mục này, chúng ta đã nhìn ra được đạo thầy trò. Mỗi đạo đều thông với nhân luân. Nếu như không thông với nhân luân thì không được. Nói cách khác, nhân luân đều thông với tánh người. Vừa rồi các cô đã giới thiệu nhiều điều như vậy. Đứa trẻ này không nghe lời, đứa trẻ kia rất ngỗ nghịch, nhưng thấy đều sửa đổi được. Vì sao vậy? Tánh người vốn thiện, chúng làm thế nào khởi phát tánh thiện vậy? Dùng lễ giáo, dùng luân đầu tiên trong ngũ luân là phụ tử hữu thân, như vậy rất tốt. Thưa thầy, những điều lúc nãy thầy nói vô cùng quan trọng, nhưng hiện nay điều khẩn thiết đó là chúng con không biết vị thầy thế nào được gọi là minh sư, làm phụ huynh hay là làm học sinh, nên tìm một người thầy như thế nào, tiêu chuẩn là gì ạ? Tôi cảm thấy đối với câu hỏi thế này, chỉ cần xem hết tiết mục này của chúng ta, xem từ đầu đến cuối, thì sẽ có đáp án ở trong đó. Chúng ta đều nói tất cả trong đó, tuổi tác của chúng ta không lớn, cho là thanh niên, nhưng lời nói ra đều là cổ pháp, phương pháp xưa đáng tin. Y theo cổ pháp mà tìm thầy sẽ không sai. Nếu dựa trên tri kiến của bản thân thì có khả năng sẽ gặp phiền phức. Chẳng những hiện nay khó tìm được người thầy tốt, mà cho dù có vị thầy tốt ở trước mặt bạn, bạn cũng không nhận ra. Vì sao vậy? Bạn không hiểu nguyên lý nguyên tắc ở bên trong. Cho nên bạn hãy xem tiết mục của chúng tôi, đạo lý nằm ở trong đó. Chúng tôi đều đem những phần tinh yếu nhất trong các kinh điển của Thánh Hiền đưa ra. Thông qua việc dạy học của các cô trong nhiều năm qua, có thực tiễn, có lý luận, có phương pháp, có thí dụ chứng cứ, chúng ta đều bày ra để cúng dường mọi người. Những bậc cha mẹ, thầy cô giáo và giáo viên chủ nhiệm trong thiên hạ đều muốn xem. Bạn xem xong thì bạn tự nhiên sẽ hiểu. Tóm lại, một câu là nếu muốn tìm một người thầy như vậy thì phải có sư thừa. Ngày nay sư phụ giảng kinh còn nhắc là sư thừa rất quan trọng, chính là học theo vị thầy nào đó. Những lời ngài nói, từng câu đều có sự truyền thừa của thầy. Việc này rất quan trọng. Người hiện nay bởi vì không thật thà, nói có sư thừa, có người nói là tôi học với lão pháp sư qua truyền hình. Đúng, nhưng nếu như bạn nghe kỹ lời anh ấy nói thì không đúng rồi. Rất nhiều câu đều là ý riêng của họ. Hiện nay tình hình như vậy rất nhiều. Nhìn thì có vẻ như có sư thừa, nhưng không phải. Quá khứ nếu như nói có sư thừa thì rất cừ khôi. Xét đến danh vọng và địa vị của thầy bạn, bạn dám nói bạn là đệ tử của thầy thì bạn thực sự được người thế gian công nhận, phải đạt được trình độ đó. Hiện nay rất nhiều người nói tôi là đệ tử của người nào đó, là truyền nhân, vì này cần phải thận trọng. Riêng người thầy tốt đã rất ít, thì người truyền thừa càng khó có được. Trường học trong thế gian không nói điều này. Sư thừa gì chứ, họ thấy đều không hiểu. Vì sao vậy? Cái họ dạy là tri thức. Thứ tri thức này sư phụ đã nói với chúng ta nhiều lần, nó sẽ để lại di chứng, không phải là trí huệ. Tâm cung kính chính là đạo làm học trò, đạo làm đệ tử. Tâm cung kính của họ trực tiếp thông với tự tánh. Sau khi tự tánh được khôi phục thì nó có vô lượng vô biên trí huệ. Đây chính là điểm then chốt của tâm cung kính. Vì sao mỗi ngày bảo học sinh tu tâm cung kính? Các học trò bắt buộc phải hành cái lễ này. Nói thật ra chúng ta có lúc cảm thấy sao mà phiền phức quá, sao phải làm vậy chứ? Nhưng bắt buộc phải thuận theo cái lý này. Đồng nghĩa với lão sư phải thành toàn cho học trò, lên giường nằm nghỉ còn khỏe hơn. Hành lễ thật sự rất mệt, thật sự là như vậy. Nhưng cái lễ này không được thiếu. Học sinh đến hành lễ với bạn thì bạn phải có dáng vẻ của người thầy ở trước mặt học sinh, để học sinh nhìn thấy. Tâm cung kính của các em tự nhiên sẽ sanh ra. Kỳ thực lúc đó người thầy rất mệt, chỉ muốn đóng cửa lại chợp mắt một chút. Thật sự là như vậy. Nhưng không được, con học sinh đến hành lễ, bạn không thể không dạy sao? Bạn có thể nhẫn tâm không dạy sao? Có câu dạy không nghiêm do thầy lười nhác. Nếu như qua loa chẳng nghiêm túc, bạn đã lười nhác rồi. Đây là lời thật, chúng tôi đã tự mình đích thân cảm nhận. Thế nhưng việc hành lễ này của trẻ
sẽ có lợi ích cho các em. Tăng thêm một phần thành kính, thêm một phần thì được một phần lợi ích. Thời gian lâu các em sẽ minh tâm kiến tánh, có tiểu ngộ, đại ngộ, đại triệt, đại ngộ. Sư phụ nói họ sẽ hiểu rõ ngọn ngành các pháp, điều gì cũng hiểu, kinh điển gì đem đến cho họ đều hiểu. Đó gọi là khai trí huệ. Thật cực khôi. Cho nên tâm cung kính là điểm mấu chốt để khai trí huệ, thực sự là quan trọng. Phá thế gian không biết đến việc này, đại học trong thế gian đâu biết đến việc này. Tôi thấy trong rất nhiều sách, giáo sư, chuyên gia, học giả, tiến sĩ, thầy hướng dẫn đều động viên sinh viên phê bình lẫn nhau, phê bình thầy cô, tranh luận đỏ mặt tía tai. Còn thầy giáo ở đó thì vui mừng tự đắc, họ là người bị hại bởi giá trị quan phương Tây. Thưa thầy, không chỉ là như vậy, khi con còn học đại học, con còn đánh giá cho điểm thầy cô nữa. Học sinh cho điểm thầy cô à? Dạ phải. Trường học phát cho chúng con bạn đánh giá giáo viên này như thế nào? Trường học yêu cầu phải không? Dạ phải. Mỗi một học sinh đều phải đánh giá. Các cô biết cách làm này sai ở chỗ nào? Nó không nói đến lý. Vì sao vậy? Học sinh chấm điểm thầy cô cho thấy học sinh cao hơn thầy cô, nếu không thì chúng làm sao có tư cách, phải không? Dạ phải. Các cô đã cho điểm ra sao? Chúng con đo lường dựa trên tiêu chí, đó là đến kỳ thi cuối kỳ, thầy cô thường cho con biết phạm vi ra đề. Với phạm vi ra đề, nếu như con có thể thi đậu thì năm sau con sẽ chấm điểm cao cho thầy. Nếu như thầy không giúp cho con thi đậu, cho con phạm vi ra đề quá nhỏ, con không dễ thi đậu thì con sẽ không thích thầy giáo đó. Ngoài ra thì khi chúng con lên lớp, thầy cô phải nhìn sắc mặt của học sinh, đa số đều là như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì nếu như thầy cô không nhìn sắc mặt của học trò thì mọi người sẽ đồng loạt làm cho thầy bị đuổi. Không cần thầy nữa, trường học sẽ đổi giáo viên khác cho chúng con à? Bỏ phiếu dân chủ à? Dạ đúng à. Chính là như vậy. Cho nên đa số khi lên lớp, thầy cô đều nhìn sắc mặt của học trò. Học trò muốn nghe cái gì thì sẽ nói cái đó, muốn nghe thì sẽ nói nhiều hơn một chút, nếu không muốn nghe thì sẽ không nói nữa. Đến lúc đi thi thì cho học sinh biết phạm vi ra đề, mấy đề này phải học thuộc thì thi đậu, không rất là được rồi. Tôi nói cho cô biết, đừng nói đó là lỗi nhỏ. Cho dù là lỗi lớn của học sinh, bạn nói bạn đi ăn trộm, đi hút ma túy, tôi là thầy bạn, tôi nhìn thấy chẳng có liên quan gì đến tôi. Vì sao vậy? Nếu tôi quản giáo bạn thì đắc tội với bạn rồi. Bạn liên kết với mấy học sinh khác bỏ phiếu đuổi tôi thì sao? Thì tôi dựa vào đâu để kiếm cơm đây? Giáo viên đâu biết là cái gì khác nữa, chỉ biết dạy học. Họ dựa vào đâu để nuôi gia đình? Họ có thể đem tính mạng của gia đình mình làm trò đùa được không? Bạn hút ma túy chết hay không chết thì có liên quan gì đến tôi chứ? Cô nghĩ thử đi. Phương pháp bỏ phiếu dân chủ này đều là do người phương Tây dạy, đưa vào trong đại học, trường học cũng áp dụng phổ biến. Được, bạn dùng phương pháp này thì thầy sẽ không muốn làm thầy, sẽ không muốn làm một người thầy chân chính nữa rồi. Mọi người ở đây, bạn tốt, tôi tốt, mọi người đều tốt, cho nên biết là nhân tâm bị hủy hoại rồi. Học trò sẽ càng không thể nào giữ bổn phận của người làm học trò. Vậy thì đáng buồn biết bao. Ai muốn điều này chứ? Thầy không ra thầy. Nói cách khác, nguyên nhân do đâu? Cha không ra cha, con không ra con, không còn giáo dục ngũ luân nữa rồi. Ai công nhận điều này chứ? Tất cả đều là lợi hại. Cho nên với lý niệm mưu lợi này thì không thể nào thành tựu nhân tài được, không học được tri thức. Cho nên chúng ta nhìn thấy kiểu giáo dục như thế này cảm thấy đau lòng. Chúng ta nhìn thấy giáo dục của Thánh Hiền không thể được thúc đẩy thực hiện trong xã hội thì càng đau lòng hơn nữa. Chúng ta có bảo bối, chúng ta có người tốt, rốt cuộc cái nào tốt đã bày ra trước mặt rồi, chúng ta có thể lựa chọn. Tiết mục đặc biệt này của chúng ta tên là học sinh cần có người thầy tốt. Vì sao không có người thầy tốt? Chính là vì bị chế độ của những trường trung học, đại học hiện nay đào thải rồi. Nhất định đã đào thải người thầy tốt rồi. Hồi chúng con học trung học chính là như vậy. 3 năm cấp 2 thì đã đổi 3 vị giáo viên chủ nhiệm. Học trò liên minh lại khiến thầy giáo từ chức. Đến năm cấp 3, thầy giáo dạy hóa của chúng con không còn cách nào. Thầy là một giáo viên rất ưu tú. Trường của chúng con đã mời thầy về dạy hóa vì mức lương rất cao. Sau cùng thầy không có biện pháp gì để xử lý, chúng con liền nói các em muốn ngủ thì cứ ngủ, muốn ngủ thì cứ ngủ một lát, khi nào các em tỉnh lại thì tiếp tục nghe giảng, các em đừng làm nhiễu loạn trật tự lớp học, các em cứ ngủ một lát đi. Thầy đã đối đãi với học sinh như vậy, giống như là cầu xin học trò vậy.
Thầy theo chúng con, thuận theo chúng con mà dạy học. Thầy sợ điều gì chị? Sợ học sinh liên minh với nhau cho thầy mất việc à? Tôi đã xem một tin tức. Ở trường học nọ, tôi không nhớ là hiệu trưởng hay là giáo viên đã quỳ ở trên đài, nói với toàn thể học sinh là: thầy cầu xin các em hãy học tập cho tốt, thầy cầu xin các em thế này thế nọ. Thầy làm như vậy thì đúng hay sai? Tôi tin là học trò không xem trọng thầy rồi. Vì sao vậy? Giống như luận đàn này của chúng ta, gia đình họ Hoa đã báo cáo cho chúng ta là người mẹ đã quỳ trước mặt đứa con gái: mẹ cầu xin con gái của cô đã nói gì? Mẹ chết sớm đi, nhà này của con không có người quản con. Sau cùng con của cô ấy vẫn không có tâm cung kính đối với mẹ. Cho nên mà nói sư đạo tôn nghiêm. Người hiện nay không hiểu điều này, chẳng phải phụ huynh đang cầu xin con cái họ đó sao? Thương lượng với chúng sao? Đây đều là người phương Tây dạy, dạy bình đẳng, chẳng phải là cha mẹ dạy phải kính nghe, mà là con cái dạy phải kính nghe. Ở trong trường thì học sinh dạy phải kính nghe. Bạn nghĩ xem, đã phá hoại toàn bộ nhân luân rồi. Nhìn thì có vẻ như là rất cảm động. Bạn xem, người mẹ, người thầy, hiệu trưởng đều quỳ xuống, hoàn toàn sai rồi, đã làm trái với đạo thầy trò rồi. Vậy nên làm thế nào đây? Phải làm sao? Thầy giáo nên mời phụ huynh đến mà nói: con cái của các vị dù có cho tôi bao nhiêu tiền cũng không dạy nữa. Đừng có cho rằng các vị có tiền nên như thế. Không được đâu. Thầy giáo không cần tiền, các cô đều không cần tiền, phải không? Dạ phải. Đúng vậy. Từ xưa đến nay, sư phụ ngài nói là có hai nghề nghề được người tôn kính nhất trong dân tộc của chúng ta. Thứ nhất là thầy giáo, không chia tay ra đòi tiền của người. Bạn giàu có thì có thể cho nhiều, còn nhà nghèo thì thầy giáo còn trợ cấp thêm cho học sinh. Họ không vì nghề này mà kiếm lợi, mà mưu lợi, không có. Thứ hai là thầy thuốc, đều không dựa vào nghề mà kiếm tiền. Những người thầy vĩ đại, thầy thuốc vĩ đại của dân tộc trên toàn thế giới đều là ở chỗ chúng ta, rất là đặc biệt. Đạo thầy trò nói đến sau cùng là không được dính đến tiền, đến lợi, đến danh. Đối với những thứ này không liên quan, như vậy thì đúng. Cho nên đi đâu để tìm người thầy tốt, không dính đến danh văn lợi dưỡng, còn có sư thừa, người như vậy thật không dễ tìm. Thật không dễ tìm. Cho nên chúng tôi hy vọng càng có nhiều người gia nhập đội ngũ dạy học văn hóa truyền thống. Hiện nay thiếu rất nhiều giáo viên, có một người thầy tốt thì có thể dạy cho biết bao nhiêu học sinh được tốt. Dân tộc thực sự được phục hưng thì phải có người thầy tốt. Vì sao vậy? Họ có thể truyền thừa giáo dục của thánh hiền. Không có thầy thì không có người hoằng đạo, truyền đạo, dạy nghề nghiệp, dạy nghi hoặc, không có người. Đây là điều chúng tôi lo lắng nhất. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di